Vâng, xin chào các bạn, tôi là A Sơn, chủ cơ sở phòng chẩn trị y học cổ truyền A Sơn. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ cho các bạn một vị thuốc trong cái bài thuốc điều trị bệnh dạ dày đã được A Sơn bào chế rất là nhiều. Và trong thời gian qua thì có rất là nhiều bệnh nhân đã được sử dụng thuốc của A Sơn và cho hiệu quả rất là cao. Và hôm nay A Sơn xin chia sẻ các bạn một chút về cây thuốc này và một chút hình ảnh về phòng khám của A Sơn để cho các bạn, nếu các bạn có nhu cầu về khám chữa bệnh thì các bạn có thể ghé qua địa chỉ này của A Sơn. Và đây chính là phòng khám của A Sơn, tọa lạc tại bản Tà Sở Trồ, xã Phang Su Linh, huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu. Vâng, thưa các bạn, đây chính là một trong những vị thuốc cực kỳ là quan trọng và quý hiếm mà không thể nào mà thiếu trong bài thuốc điều trị bệnh dạ dày đại tràng của A Sơn. Đây chính là củ bình vôi mà trong sách ghi là kim bất hoán, và còn có một tên gọi khác gọi là hoa thiên kim đằng. Và củ này thì có độc nên là chúng ta chế biến là chúng ta phải cực kỳ là chú ý. Và cây này là một cây thuốc nó rất là tốt đối với những trường hợp mà bị viêm loét dạ dày, kể cả cấp tính hoặc là mãn tính. Và tôi tiếp tục chia sẻ cho các bạn về một bài thuốc điều trị cái bệnh dạ dày mãn tính, viêm loét tá tràng và đại tràng, thì chúng ta có thể sử dụng củ bình vôi, cây xuyên tiêu và cây hồi đầu thảo. Trước mắt các bạn đây chính là một vị thuốc cực kỳ quan trọng và quý hiếm có trong thành phần thuốc chữa bệnh dạ dày của A Sơn và đã được A Sơn sử dụng từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên là trong thời gian trước thì các bạn không được thấy vị thuốc này, tại vì vị thuốc này là một vị thuốc rất là quý nên là A Sơn cũng không tiện gửi lên đây. Tuy nhiên là với xu thế phát triển thời đại 4.0 thì A Sơn sẽ đưa lên đây để cho các bạn xem và tham khảo. Và tất nhiên là để mà làm được một bài thuốc điều trị bệnh dạ dày và đại tràng có hiệu quả cao thì đòi hỏi phải kết hợp rất là nhiều vị, và đây chính là một vị chính. Và còn bây giờ thì xin mời các bạn đến với nhà kho của A Sơn. Đây chính là khu sơ chế. Và hiện tại thì A Sơn đang sấy một mẻ thuốc điều trị bệnh dạ dày, đại tràng để chuẩn bị tiến tới làm trà túi lọc để phục vụ cho các bạn trong thời gian Tết này. Ở đây có rất là nhiều loại thuốc, có rất là nhiều vị, tạo thành một bài thuốc gia truyền. Và đây một bài thuốc gia truyền của gia đình A Sơn. Đây chính là củ bình vôi này. Có những loại thì từ củ, những loại từ rễ, có những loại thân, cành, lá, chúng ta kết hợp lại. Còn đây chính là cái thu phim này, dành cho những trường hợp mà bị đầy hơi đấy, bị đầy hơi trướng bụng ấy, chúng ta sẽ sử dụng cái cây thu phim này. Đây, cây này là cây ui sa đia này. Đây, cây này là cây ui sa đia, dành cho những trường hợp mà bị viêm, nó dùng để tiêu viêm rất là tốt. Và tất nhiên là còn có rất là nhiều những vị khác nữa. Vâng, tôi là A Sơn, chuyên gia điều trị bệnh dạ dày và đại tràng. Nếu các bạn có nhu cầu cần tìm hiểu các loại thảo dược khác cũng như là các vấn đề về sức khỏe cần tư vấn và hỗ trợ thì có thể gọi cho A Sơn qua số điện thoại 0374 988027. Tôi sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn. Xin cảm ơn.